Giá heo hơi hôm nay ngày 24 tháng 11, điều chỉnh từ 1.000 đồng mỗi kg đến 4.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 24 tháng 11 giảm ở phía Bắc và tăng ở phía Nam. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương tỉnh Thanh Hóa kiên quyết, kịp thời tiêu hủy toàn bộ số heo của các hộ chăn nuôi có bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo để hạn chế phát tán mầm bệnh trên đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm cao nhất 4.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay điều chỉnh giảm giải rác. Theo đó, Phú Thọ và Lào Cai lần lượt giảm 1.000 đồng mỗi kg và 4.000 đồng mỗi kg, hiện đang thu mua chung mức 41.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá so với ngày hôm qua. Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay được ghi nhận trong khoảng 41.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 41.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 42.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 41.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 41.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 43.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 44.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 41.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 45.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 45.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 44.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 41.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 45.000 đồng mỗi kg, Tiên Quang là 42.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đứng yên giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay đồng loạt lạng sóng. Trong đó, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang thu mua với giá thấp nhất khu vực là 43.000 đồng mỗi kg. Đa số các địa phương còn lại đều đang giao dịch ổn định trong khoảng 44.000 đến 45.000 đồng mỗi kg. Thương lái khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 43.000 đến 47.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 44.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 44.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 45.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 44.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 43.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 44.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 44.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 45.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 44.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 46.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 45.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 44.000 đồng mỗi kg. Bình thuận là 44.000 đồng mỗi kg. Ngành chức năng và chính quyền các địa phương tỉnh Thanh Hóa kiên quyết kịp thời tiêu hủy toàn bộ số heo của các hộ chăn nuôi có bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo để hạn chế phát tán mầm bệnh. Để phòng chống dịch tả heo châu Phi, tỉnh đã huy động gần 32.000 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng, trên 1.800 lít hóa chất diệt côn trùng. Đến đầu tháng 11, huyện Thiệu Hóa là địa phương đầu tiên công bố hết bệnh dịch tả heo châu Phi. Tình hình dịch tả heo châu Phi đang dần được khống chế. Tổng đàn heo của tỉnh Thanh Hóa ổn định ở mức gần 1,2 triệu con. Bên cạnh các giải pháp riêng dành cho từng loại dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa thường xuyên đôn đốc các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giả soát các hộ chăn nuôi để theo dõi dịch bệnh, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam điều chỉnh 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi khu vực phía Nam tăng giảm trái chiều. Cụ thể, sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, thương lái tại Cà Mau đang thu mua heo hơi với giá 44.000 đồng mỗi kg. Ở chiều ngược lại, tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng đang giao dịch heo hơi tương ứng là 43.000 đồng mỗi kg và 45.000 đồng mỗi kg sau khi tăng nhẹ một giá. Tương tự, Bạc Liêu cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng mỗi kg lên ngưỡng 46.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang giao động trong khoảng 43.000 đến 46.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 45.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 46.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 46.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 45.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 44.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 45.000 đồng mỗi kg, Long An là 45.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 44.000 đồng mỗi kg, An Giang là 44.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 43.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 43.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 43.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 44.000 đồng mỗi kg. Cà Mau là 44.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 43.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 46.000 đồng mỗi kg. Trà Vinh là 43.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 43.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 45.000 đồng mỗi kg.